Những tiết lộ mới nhất về chiến lược an ninh quốc gia kế tiếp của Mỹ cho thấy Washington xem Trung Quốc là đối thủ lớn nhất trên các lĩnh vực. Trong khi đó, trong nội bộ nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden tự tin chiến thắng ông Trump một lần nữa nếu hai người gặp nhau vào năm 2024. Tại Indonesia, rất nhiều tranh cãi nổ ra khi tuyến đường sắt quan trọng nằm trong dự án vành đai con đường bị đội vốn. Các vấn đề đáng chú ý khác trên thế giới: Canada áp đặt lệnh cấm vận mới lên Iran. Lãnh đạo Palestine thể hiện sự trân trọng với Nga. Tại Serbia, cầu treo bị sập khiến hơn 10 người thương vong. Thế giới đang ngày càng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu. World Cup giúp Qatar cải thiện quyền và điều kiện của người lao động. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới đây cho biết họ sẽ ưu tiên giành chiến thắng trước Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, xem đất nước tỷ dân là đối thủ toàn cầu duy nhất, ngay cả khi nước Nga cũng có nhiều hành động nguy hiểm gần đây. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden, ông Jake Sullivan cho biết trong một bài phát biểu tại Đại học Georgetown, đã có tiết lộ chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ. Thời kỳ hậu chiến tranh lạnh đã qua và sự cạnh tranh đang diễn ra giữa các cường quốc. Những năm tới sẽ là một thập kỷ quyết định đối với nước Mỹ và thế giới. Để giảm xung đột, thúc đẩy dân chủ, chống lại chủ nghĩa chuyên chế và đối mặt với mối đe dọa chung là biến đổi khí hậu, chúng tôi sẽ ưu tiên duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài đối với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong khi hạn chế một nước Nga vẫn còn rất khó lường. Ông khẳng định, Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Hoa Kỳ, có ý muốn định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thúc đẩy mục tiêu đó. Việc phát hành chiến lược an ninh quốc gia mới đã bị trì hoãn bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Và Tổng thống Biden dành phần lớn thời gian trong năm nay để tập hợp các đồng minh đối phó với cuộc xung đột tại Ukraine cũng như chuyển hàng tỷ đô la vũ khí cho chính phủ ở thủ đô Kiev. Ông Sullivan trước nói với các phóng viên: "Tôi không tin rằng cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi cách tiếp cận của Tổng thống Joe Biden đối với chính sách đối ngoại vốn có từ lâu trước nhiệm kỳ Tổng thống của ông ấy bắt đầu. Nhưng tôi tin rằng nó thể hiện cách tiếp cận của chúng tôi với các đồng minh, củng cố sự chung tay của thế giới dân chủ, ủng hộ các nền dân chủ và giá trị dân chủ." Nhà Trắng nhấn mạnh những rủi ro từ Trung Quốc cảnh báo rằng tiến bộ nhanh chóng của nước này trong công nghệ nhằm mục đích tạo lập trật tự thế giới để ủng hộ mô hình nước này đang muốn thúc đẩy trên toàn cầu. Nhà Trắng cũng nói rằng Trung Quốc đang tìm cách khiến thế giới phụ thuộc vào nền kinh tế của họ, trong khi hạn chế tiếp cận thị trường hơn tỷ dân của mình. Nhưng Nhà Trắng cũng cho biết Hoa Kỳ tìm cách chung sống hòa bình với Trung Quốc và quản lý sự cạnh tranh có trách nhiệm. Ông Sullivan nói thêm, chúng tôi không tìm cách cạnh tranh dẫn đến đối đầu hoặc một cuộc chiến tranh lạnh mới, và chúng tôi cũng không muốn xuất hiện những chiến trường ủy nhiệm mới. Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm ngày 13 tháng 10 rằng, Trung Quốc và Mỹ cần gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, cũng như thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển kinh tế toàn cầu. Mỹ nên duy trì các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Mỹ nên làm việc với Trung Quốc để đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại lành mạnh và ổn định. Thông báo về chiến lược an ninh mới được đưa ra khi ông Biden tuyên bố sẽ đánh giá lại quan hệ với đồng minh lâu năm Ả Rập Xê Út, bởi họ đã cắt giảm sản lượng dầu, động thái mang lại lợi ích cho Nga và có khả năng tăng giá khí đốt cho người tiêu dùng Hoa Kỳ chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử quốc hội. Chiến lược mới cũng thừa nhận sự cần thiết phải giải quyết những thiếu sót về dân chủ ở chính nước Mỹ, nơi cựu Tổng thống Donald Trump đã từ chối thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, và những người ủng hộ ông đã xuống đường, dẫn đến một cuộc tấn công chết người vào Điện Capitol. Ông Jake Sullivan nói thêm, chúng tôi không phải lúc nào cũng sống theo lý tưởng của mình, và trong những năm gần đây, nền dân chủ của chúng tôi đã bị thách thức từ bên trong, nhưng chúng tôi chưa bao giờ rời xa lý tưởng của mình. Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba ngày 11 tháng 10 đã lên tiếng tự tin rằng ông có thể đánh bại người tiền nhiệm Donald Trump nếu phải tái đấu vào năm 2024, ngay cả khi ông thừa nhận đất nước có nguy cơ suy thoái kinh tế dưới sự lãnh đạo của mình. Khi được hỏi có tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ thứ hai sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 hay không, và liệu ông Trump có phải là một nhân tố trong quyết định của ông hay không,
Tổng thống Biden nói, tôi tin rằng tôi có thể đánh bại ông Donald Trump một lần nữa. Ông Biden đã thắng cựu Tổng thống Trump trong cả đại cử tri đoàn từng tiểu bang vào cuộc bỏ phiếu phổ thông vào năm 2020, dẫn đến những tuyên bố sai trái không ngừng về hành vi gian lận từ nhóm của ông Trump. Trước đó, ông Biden đã nói với các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 3 rằng ông sẽ rất vui nếu ông Trump lại trở thành đối thủ của mình. Danh tiếng của ông Biden đã bị ảnh hưởng trong năm nay khi lạm phát tăng vọt, tội phạm bạo lực ở nhiều các thành phố và cuộc khủng hoảng di cư dường như không thể giải quyết ở biên giới phía Nam. Nhưng xếp hạng tín nhiệm và các cuộc thăm dò vẫn cho thấy ông Biden có cửa thắng cao hơn nếu hai người gặp lại nhau vào năm 2024. CNN hỏi ông Biden rằng ngài sẽ nói gì với những cử tri coi mình đã quá già để tái tranh cử. Ông Biden đáp, tôi đã làm được nhiều việc trong hai năm đầu, không phải chuyện đùa. Bạn có thể không thích những gì tôi đã làm, nhưng đại đa số người dân Mỹ đều thích. Vì vậy, vấn đề là bạn có thể làm được việc hay không, và tôi tin rằng mình có thể làm được. Trong một cuộc phỏng vấn về xung đột ở Ukraine và cắt giảm sản lượng dầu của OPEC do Ả Rập Xê Út dẫn dắt, dự kiến sẽ khiến giá khí đốt tăng trở lại. Ông Biden bày tỏ những lo ngại về nền kinh tế, trong bối cảnh các dự báo đều cho thấy tăng trưởng ảm đạm. Ông Biden đánh giá khả năng suy thoái, nhưng thừa nhận suy thoái nhẹ có thể xảy ra. Ông nói, tôi không nghĩ rằng sẽ có một cuộc suy thoái. Nếu đúng như vậy, đó sẽ là một cuộc suy thoái rất nhẹ, tức là sẽ giảm nhẹ các thiệt hại. Ông Trump, 76 tuổi, lên nắm quyền trong thời kỳ nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, mặc dù đã rơi vào suy thoái năm 2020 do COVID-19 bùng nổ. Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ông Đặng Hoàng Giang ngày 12 tháng 10 đã có bài phát biểu đáng chú ý. Ông nói, Việt Nam theo dõi mọi diễn biến ở Ukraine một cách kỹ lưỡng và nhấn mạnh cần phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng như nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Trong đó, đặc biệt là không can thiệp vào công việc nội bộ các nước, không đe dọa hay sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, ưu tiên giải quyết hòa bình các tranh chấp. Ông nhấn mạnh sự tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên. Phát biểu của ông Giang đưa ra tại phiên họp toàn thể khẩn cấp lần thứ 11 của Liên Hợp Quốc và tổ chức bỏ phiếu thông qua việc kêu gọi Nga đảo ngược quyết định sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine. Các quan chức Indonesia cho biết vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 10 rằng dự án đường sắt tốc độ cao ở nước này, một phần của sáng kiến vành đai và con đường do Trung Quốc phát động, đang trên đà đưa vào khai thác năm 2023, bất chấp các cuộc đàm phán giữa hai nước đang diễn ra về dự án vượt quá ngân sách. Tổng thống Joko Widodo đã thị sát một ga xe lửa mới, nơi tập đoàn xây dựng đường sắt KCIC trưng bày một đoàn tàu cao tốc do Trung Quốc sản xuất đứng yên trên đường dây. Tuyến đường dài 142 km sẽ nối thủ đô Jakarta với một trong những thành phố lớn nhất của đất nước là Bandung. Tổng thống Jokowi nói, đây sẽ là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở ASEAN. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ tăng cường kết nối giữa các quốc gia, cho dù tuyến đường sắt này được kết nối với sân bay và các tuyến đường sắt cao tốc khác trên đảo Java. Tổng thống Jokowi cũng thông báo dự án đã hoàn thành 88,8% khối lượng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, nhà thầu KCIC cho biết dự án đang phải đối mặt với chi phí vượt quá kế hoạch ban đầu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng chi phí ước tính lên 113.000 tỷ ruby, tức khoảng 7,36 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo báo cáo Koran Tempo, Trung Quốc ước tính dự án này vượt ngân sách chưa đến 1 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch KCIC xác nhận sự khác biệt trong tính toán chi phí, cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để giải quyết vấn đề này giữa hai nước. Ông nói, khi tháp tùng Tổng thống Jokowi, chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán liên quan đến chi phí tăng vọt có thể diễn ra nhanh chóng và không ảnh hưởng tới tiến độ xây dựng. Được biết 60% cổ phần của KCIC được sở hữu bởi hai công ty nhà nước của Indonesia. Phần còn lại được sở hữu bởi Tổng công ty Kỹ thuật đường sắt Trung Quốc và một số đối tác Trung Quốc khác. Chi phí cho dự án đường sắt này được vay từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Các công ty Indonesia đã vận động đối tác Trung Quốc từ năm ngoái để có giải pháp ngăn tình trạng đội vốn cũng như tăng vốn để bù đắp cho sự gia tăng chi phí này. Chủ tịch KCIC nói thêm, các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể chứng kiến việc chạy thử dự án khi ông đến thăm Indonesia vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh G20 hay không. Bộ Ngoại giao Canada tuyên bố đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 10 để đáp trả chính phủ nước này đàn áp mạnh mẽ các phong trào đấu tranh đòi nữ quyền. Bộ Ngoại giao Canada cho biết danh sách trừng phạt mới bao gồm 3 thực thể và 17 cá nhân, trong đó có cựu Bộ trưởng Ngoại giao lâu năm là Javad Zarif. Những người khác bao gồm ông Amir Hatami, một tướng quân đội và cựu Bộ trưởng Quốc phòng, ông Saeed Motazavi,
một công tố viên Iran, người mà Canada cho biết đã ra lệnh tra tấn nhà báo người Canada gốc Iran, Zahra Kazemi. Nhà báo Kazemi qua đời do bị ngược đãi khi giam giữ vào năm 2003. Ngoại trưởng Canada Melanie Jolie nói, các hành động của Iran đã tự nói lên những điều tiêu cực về họ. Thế giới đã theo dõi trong nhiều năm khi họ không ngừng theo đuổi các chính sách cực đoan. Canada sẽ tiếp tục bảo vệ quyền con người và chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với người dân Iran, bao gồm cả phụ nữ, những người đã can đảm đòi hỏi một tương lai tốt đẹp hơn, nơi quyền của họ được tôn trọng đầy đủ. Trước đó, Canada cũng có một số hành động với Iran. Gần đây nhất là vào ngày 3 tháng 10, Canada đã lên án kịch liệt các vi phạm, bao gồm cái chết của cô gái Mahsa Amini, một phụ nữ 22 tuổi người Iran, đã thiệt mạng khi bị giam giữ vì mặc trang phục không phù hợp. Sau đó hàng loạt cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra trên toàn quốc. Các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp Iran. Các video trên mạng xã hội cho thấy, xe tăng được chuyển đến các khu vực của người Cốt, vốn là tâm điểm của chiến dịch chấn áp các cuộc biểu tình. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Năm ngày 13 tháng 10, khẳng định sự không tin tưởng của ông đối với Washington trong việc giải quyết xung đột với Israel, và bày tỏ sự đánh giá cao vai trò của Nga. Cuộc họp diễn ra ở Kazakhstan trong khuôn khổ hội nghị CICA, quy tụ hầu hết các quốc gia châu Á. Tổng thống Abbas nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với bộ tứ các nhà hòa giải quốc tế, gồm Nga, Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, nhưng cho rằng Hoa Kỳ không thể tự do hành động một mình. Ông nói, chúng tôi không tin tưởng Mỹ nhiều, và bạn biết vị trí của chúng tôi. Chúng tôi không tin tưởng, chúng tôi không dựa vào họ, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi buộc phải chấp nhận rằng Mỹ là bên có quyền lực nhất trong việc giải quyết một số vấn đề. Họ nằm trong bộ tứ, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận họ là quốc gia quyền lực duy nhất. Các bình luận này lặp lại sự nghi ngờ lâu nay của nhà lãnh đạo 87 tuổi người Palestine đối với Hoa Kỳ, đồng minh chính của Israel, nhưng được đưa ra khi phương Tây đã tăng cường nỗ lực cô lập Nga sau cuộc tấn công vào Ukraine. Ông Abbas cho biết, mình hoàn toàn hài lòng với quan điểm của Nga đối với người dân Palestine. Nga đứng về phía công lý và luật pháp quốc tế, và điều đó là đủ đối với họ. Sáng ngày 13 tháng 10, theo giờ địa phương, một cây cầu treo bắc qua con sông thuộc thị trấn Ova Banja, miền trung Serbia đã bị sập, làm ít nhất 2 phụ nữ thiệt mạng và 10 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp chấn thương nặng. Theo Reuters, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe buýt chở du khách từ thành phố Zvornik của quốc gia láng giềng Bosnia và Herzegovina băng qua cây cầu hướng về phía tu viện Jovanje trong hẻm núi Osvaka Kapla. Một nạn nhân tên Zalatokosa Plantik chia sẻ, lúc đó các dây treo bắt đầu đứt dần, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình kết thúc. Hiện những người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, trong khi giới chức địa phương chưa có thông báo chính thức về vụ việc. Theo dữ liệu từ CDP, một tổ chức phi lợi nhuận về môi trường công bố hôm thứ Năm ngày 13 tháng 10 cho thấy, 4 trên 5 thành phố lớn toàn cầu đang phải đối mặt với những hiểm họa khí hậu đáng kể như sóng nhiệt, lũ lụt và hạn hán. Báo cáo mang tên Bảo vệ con người và hành tinh của CDP đã khảo sát 998 thành phố trên toàn cầu và thấy rằng 80% đối mặt với các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, hiểm họa liên quan đến khí hậu đe dọa ít nhất 70% dân số. CDP là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, điều hành hệ thống công bố thông tin cho các công ty, thành phố và tiểu bang trên toàn thế giới để báo cáo tác động môi trường trong hoạt động của họ. Báo cáo cũng cho biết, gần 2/3 các thành phố được dự đoán phải đối mặt với các mối nguy về môi trường ngày càng khốc liệt hơn trong tương lai gần. Thiên tai sẽ thường xuyên hơn vào năm 2025. Trong số nhiều thành phố bị ảnh hưởng vào năm nay, có Karachi ở Pakistan, nơi lũ lụt kinh hoàng đã khiến gần 1.700 người thiệt mạng, và Fort Myers ở Florida, nơi cơn bão Ian khiến hơn 100 người thiệt mạng. Báo cáo cũng chỉ ra, người già, những người thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp, trẻ em và các cộng đồng thiểu số bị thiệt thòi nhiều nhất. Do vậy, các nhà hoạch định chính sách cần phản ánh nhu cầu của người dân khi lập kế hoạch ứng phó với khủng hoảng khí hậu. Trong báo cáo có đoạn, đặt con người vào trọng tâm của hành động vì khí hậu, từ lập kế hoạch đến thực hiện để cải thiện cuộc sống và giảm thiểu rủi ro là chiến lược cần thiết nhất lúc này. Báo cáo cũng cho thấy, gần 2/3 các thành phố đang thực hiện ít nhất một chính sách lấy người dân làm trung tâm, bao gồm các biện pháp bảo vệ sức khỏe tốt hơn, cải thiện kinh tế và cải thiện môi trường. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành phố đều có thể áp dụng cách tiếp cận như nhau. Rất nhiều thành phố cần hỗ trợ tài chính lớn hơn từ chính phủ để thực hiện các sáng kiến và quy định có lợi cho môi trường. Truyền thông Qatar đưa tin,
chính phủ nước này thừa nhận có những lỗ hổng trong hệ thống lao động của mình, nhưng World Cup giúp họ đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề liên quan đến quyền của con người lao động. Qatar, quốc gia Trung Đông đầu tiên tổ chức World Cup, đã bị các nhóm nhân quyền giám sát gắt gao về cách đối xử với công dân nhập cư trong thời gian chuẩn bị cho giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 11 tới. Bất chấp những nỗ lực của Qatar, Hội đồng châu Âu cho biết cần phải nhìn thấy kết quả nhiều hơn nữa. Một đại diện của EU nói, số vụ tai nạn thương tâm tiếp tục lên đến hàng trăm, và việc thực thi các quy tắc an toàn mới không đủ hiệu quả, người lao động không có quyền tập hợp, cũng như đòi hỏi có thêm sự bảo vệ. Ông Kuytup, giám đốc điều hành của Ủy ban tối cao về phúc lợi của người lao động và quyền lao động trực thuộc chính phủ Qatar nói rằng, tình cảnh người lao động ở Qatar đã thay đổi đáng kể từ khi FIFA trao quyền tổ chức World Cup cho họ vào năm 2010. Ông nói, chúng tôi bắt đầu hành trình này sau khi giành quyền đăng cai World Cup, có một sự thừa nhận vào thời điểm đó rằng những khoảng trống về điều kiện an toàn của người lao động là tồn tại. Nhưng chúng tôi đã chứng minh thông qua các số liệu khác nhau rằng mình có thể thực hiện được các bước đi có ý nghĩa để lấp đầy những khoảng trống đó, giúp người lao động được bảo vệ hơn và có nhiều quyền hơn. Ông Kuytup là một trong những diễn giả tại phiên điều trần công khai trước Nghị viện châu Âu về bảo vệ quyền của người lao động do Hội đồng Nghị viện châu Âu tổ chức ở thành phố Strasbourg của Pháp. Một báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 2021 lưu ý rằng hàng nghìn lao động nhập cư vẫn bị bóc lột, một cáo buộc bị Qatar bác bỏ. Ông Kuytup dẫn chứng rằng tiêu chuẩn phúc lợi cho người lao động được áp dụng vào năm 2014 đã giúp bảo vệ quyền của họ nhiều hơn. Các nhóm nhân quyền cũng chỉ ra rằng LGBT là bất hợp pháp ở Qatar và các luật phân biệt đối xử với phụ nữ vẫn hết sức nặng nề. Bà Lise Klaveness, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy nói, thế giới vẫn chưa lên tiếng về một số bí ẩn chôn giấu. Chúng tôi muốn có cuộc điều tra độc lập về những cái chết không rõ nguyên nhân của người lao động. Chúng tôi yêu cầu sự an toàn, tôn trọng, quyền cho nhóm người LGBT. Bên cạnh đó, phải có sự tôn trọng cơ bản đối với bóng đá nữ. Đây là những yêu cầu không thể thương lượng để đăng cai giải đấu thể thao lớn nhất thế giới. Ông Nasser Al-Khater, giám đốc điều hành của World Cup 2022 cho biết, những người thuộc cộng đồng LGBT đến nước này sẽ không phải lo lắng về sự đàn áp dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời mô tả Qatar là một quốc gia khoan dung. Tuy nhiên, bà Klaveness muốn cơ quan quản lý của bóng đá toàn cầu phải có lập trường mạnh mẽ hơn. Bà nói, đã có nhiều cuộc thảo luận với FIFA về nhiều điều và chúng tôi đã nhận được nhiều lời hứa nhưng vẫn chưa được thực hiện. Việc từ chối, trì hoãn và cam kết rỗng không mang sự vô nghĩa về vấn đề này. FIFA phải sử dụng tất cả các áp lực của mình để những cam kết thay đổi được thực hiện. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.